Rồi bữa nay vợ mình muốn đổ bánh xèo ăn và yêu cầu mình hái một mớ rau cần nước này cho bà vợ. Đây là cái phần cần nước nằm bên hông. Mình cũng chưa bao giờ cho các bạn xem cái phần mà cần nước ở bên này. Trung bình là chỉ quay bên rau cải với trong thôi. Thì đây là mớ cần nước của mình. Và đây là một mớ salad của mình đây quý vị ơi. Trời nó quá xá là cao luôn rồi. Oh my god, nó quá xá là cao luôn. Đây. Nhìn nó hấp dẫn quá. Rồi, xin chào tất cả anh chị và các bạn trở lại với bầu trời Boston and Family. Rồi, cái này sao vậy? Cái này sao? Bốc khói nhìn nó đã quá vậy. Đẹp chưa? Đẹp. Bữa nay sẵn đây mẹ mới nấu nồi canh này nên tiếp chia sẻ luôn. Cái rau này gọi mình gọi là rau kale ha. Thì người nước ngoài họ hay lấy cái rau này họ xay làm nước uống. Xay giống như nước uống á. Còn mình nhà mình á, đặc biệt nhà mình á là thích nấu canh. Và cái rau nó nấu canh á mẹ hay nấu chung với tôm bằm hoặc là thịt bằm. Xong rồi sôi nêm nếm hết thả vô cái tắt lửa. Trời ăn nó ngon ơi là ngon. Ừ. Các bạn thử đi, nếu mà người nào chưa ăn hãy thử cái rau này nấu canh. Nấu kale. Kheo, cải kheo ha. Tiếng Việt cũng như là kheo luôn hả? Tiếng Việt cải này là mình hình như là mình chưa có, bên Việt Nam mình hình như tí không nghĩ là có cái cải này luôn á. Nên không biết ha, nhưng mà ở bên này gọi là cải kheo. Ừ. Rồi hôm bữa mình lấy ra mình xào tỏi ăn cũng ngon. Ừ. Sắc hồng mỏng ra. Ừ. Nói tóm là cái cây cải đó nó có rất 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 là nhiều cái chất dinh dưỡng. Dinh dưỡng. Rất là nhiều luôn. Mà cái rau á, khi mình nấu canh ăn á, nó không có bị nhừ, nó giòn mà nó lại không có đắng nữa. Ừ. Mình ăn rất rất là ngon, nó dai dai, ừ, ngon dễ sợ luôn. Đúng rồi. Mình có. Đúng nên rồi. Mọi người hãy thử cái món này. Ừ. Rồi ăn tiếp. Dạ bỏ vô nha. Chắc cỡ cũng cỡ 10 phút trước thôi nè. Dạ đó. Cỡ 8:40 nha các bạn. 1, 2, 3, vô. Ăn cơm nhiều nhiều vô. Giờ con nhẫn này nhỏ chút xíu nữa nha mẹ nha. Chút xíu nữa thôi. Đi. Rồi, để mình coi cái tô này thế nào đây. Trên Facebook con thấy có người bán củ khoai lang tím đó mà. Mà con
thôi mua chiên con ơi, chậm được. Nhà mình một lần mà xài dầu ăn á, là một bình này là 9.46 lít, gần 10 lít. Trời ơi, bình này gần 10 lít mẹ. 2,5 lít. Dễ sợ. Ăn liền đó. Cái xong mình chiết qua cái bình nhỏ, mỗi lần mình xài mà hết lẹ nó ghê luôn. Cả nhà ăn ít xịu à, nấu mỗi ngày mà. Đó, hết rồi đó. Cái này mình chiên đồ nhiều. Ê, ê, chú Linh, nó... Đừng đụng ba, đừng đụng ba con. Chú Linh, nó, no, nó, no, nó, no, nó. No. Dạ. Đi cho con chú Linh. Lỗ tai heo chín các bạn. Rồi có đổ rau. Bữa nay là mình không có tốn tiền mua rau luôn. Xà lách cần nước và hẹ trồng tại rất là đẹp. Mẹ cái cần nước nó đông xèo luôn á. Anh hỏi cần nước còn không? Cần nước còn không? Cần nước còn. Còn nhiều luôn hả? Mấy mình phải hái hết đợt này đi mẹ, cho nó lên một lượt nữa. Nó mẹ ha. Chứ mình chừa chừa vậy cái nó cái già cái non. Ủa nó non xèo ngon dễ sợ. Bún đây nha, em bún cái gì vậy? Đây. Cái này là bún khô. Khi mà mình luộc bằng nước sôi xong nha các bạn, mẹ phải xả qua nước lạnh. Mà xả rất là kỹ. Là cái bún này mình để không có bị thiêu. Mà nó như mình xả hết những cái nước nhớt của cái bún á thì cái bún giữ rất là lâu. Mà mình ăn nó sẽ không có bị dính cục lại nữa. Bữa nay mình trưng bày tầng là thao không. Anh đi. Anh nhắm anh sắc nổi không? Hả? Đưa cái lỗ tai bây giờ anh sắc thử cái nổi không vậy? Nhưng mà em báo trước cho anh biết là cái món này anh sẽ được ăn bún với lại rau thôi à. Cái này em nghĩ anh ăn không có được. Là sao? Thử nha, mình thử, mình cho anh thôi. Đúng rồi. Được không? Được không? Mình cố tình nói không được ở vàng chả nói ăn được. Em được ăn. Không được nè. Sợ sợ cứng á, cái răng của anh á. Kêu Bi nè chưa? Kêu rồi, nhưng mà nó vẫn ngủ. Mày sắp dở quá vậy. Phải không? Em muốn sắp cho nó mỏng nha. Ừ. Mỏng để cuốn. Rồi. Cuốn thôi. Cuốn, đúng rồi, em sắp dày quá không có cuốn được. Cắt ra hòa lọt cái bóng bao tay vô trong đó luôn á. Đó. Bữa nay nhà mình ăn món hơi độc lạ chút xíu. Là lỗ tai heo luộc cuốn với rau. Anh đang đeo bao tay nè anh. Anh không nghĩ là nên đeo bao tay cắt luôn vậy. Tại nãy nó nóng á. Tại vì á, cắt hồi nữa cắt luôn cả cái miếng có bao tay của em trong đó. Bây giờ anh nấu cho em bình nước đi. Bấm bình nước nấu đi thì là xong rồi đó. Là nước sôi là mình nè. Anh tay sạch rồi không? Có cần bao tay đâu vậy? Anh chẳng bóc cái gì hết trơn ngoài coi như là cho anh thôi. Anh cứ xách đi, em uống bia. Qua thử nha.
Giang ta cũng từng làm đầu bếp những chơi ngoài. Rồi 9 giờ 20 rồi nghe các bạn. Rồi bắt đầu chiến đấu trong vòng 15 phút. 9 giờ 20 đó. Em có biết em sắt coi như nó dài gấp 2 mà con không? Sắt là miếng bánh tráng rồi người không? Hay vậy ta? Rồi được á. Trời ơi. Tại vì cái tay anh mạnh biết không? Không phải, tại vì anh biết sắt. Ừ, được á, anh bóc sắt cho mình đi nha. Đâu có gì đâu. Mẹ, coi con sắt kìa mẹ. Nhìn có mấy con sắt là y như con bún, con bả sắt, y như là coi như là cục thịt kho vậy đó mẹ. Vậy nó sắt y như cục thịt kho vậy đó. Tại sao nó rít rít vậy vậy? Nó rít rít là do cái mỡ của lỗ tai heo. Rồi, miếng cúng cùi rồi không anh? Yes. Rồi xong vậy. Rồi. Tiền công của anh là ly cà phê. Ok. Đâu đấy, ít nhiều gì cũng phải vậy. Chưa gì hết đòi tiền công mà các bạn thấy không? Thấy không? Cái gì trên đời này không có gì gọi là miễn phí ha. Tiền công đi cà phê đồ nữa. Như rồi. Ngon. Làm đâu cũng ra đâu nhưng mà làm phải có ly cà phê. Ok. Rồi xong. Mẹ ơi qua mẹ ơi. Qua đi làm trước. Mẹ kêu làm trước đi. Rồi, mời cả nhà, mời mẹ. Chúc lên. Mami chào cô chú nè. Rồi, con phải chạy lên ok. Rồi, vô. 1, 2, 3, vô. Vô. Không ai nói vậy. Anh là chắc chơi tô vậy. Tô bắt đầu anh sắc giặt. Anh bỏ vô cái anh. Vậy hả? Cúng. Vô hồng. Chứ còn bánh tráng. Ờ, muốn làm tô thôi em làm cho. Thôi cả nó giờ lỡ cái này ăn chơi với vợ luôn. Không, giờ em cuốn cho không. Không thì giờ cuốn ăn xào xạo chơi chút rồi bắt đầu mình tắt cái camera bắt đầu mình thay cầm. Lấy tô ăn, mỗi người tô. Ý đang chửi tôi hả? Không có đâu vậy. Em nói xấu tôi hả? Không, anh ủng hộ em thôi chứ đâu có nói xấu em đâu. Nó xấu em đâu có lợi đâu. Còn bữa nay, các bạn thấy không? Đi làm về trễ rồi. Mà bây giờ mình không làm nữa là mình đâu có tận hưởng được mấy cái cọng rau này. Đem ra tiệm ăn cũng được. Nhưng mà vừa ăn cái ăn cuốn á, xong rồi có khách rồi tay chân đó. Nó lượm thồm lắm các bạn. Đâm ra nó mỏng niêm, mỏng tôm rồi tào lưa á. Mà về nhà thì lại tối quá, nửa đêm các bạn thấy không? Gặp dạo này mùa hè đó, rồi bên này là chuẩn bị bỏ cái lệnh mà không có đeo khẩu trang nữa nhiều, các bạn. Nhiều. Đâm ra hả, khách thứ này kia họ. Bữa nay có khách được rồi đó. Họ cũng bớt sợ lắm nên họ tới. Bỏ vô này vô chút. Đúng rồi, bỏ cái này vô. Xíu thôi. Đó. Rồi, đó là mình mới cuốn. Được chưa? Đó. Sao này em cuốn cái cuốn đẹp dữ ta? Đúng, có anh ủng hộ bên. Rồi, rồi con mời mẹ. Ừ, ăn đi con. Rồi mời cả nhà. Cái gì spring roll rồi? Spring cuốn. Roll gỏi cuốn không? Spring roll là gỏi cuốn đúng không? Lỗ tai heo cuốn. Lỗ tai heo cuốn. Chủ yếu của mình là cái mâm rau này chứ không phải. Như spring roll là chả giò thì phải. Egg roll mới chả giò. Egg roll mới chả giò. Yes. Spring roll là gỏi cuốn. Ồ, tại sao anh em nhau già không hiểu? Trời làm nó lộn cộng chứ nó mới. Mình á là mình thích cái trái này lắm, cái trái ô liu các bạn. Cái này chỉ có trong bi chê thích mua mới có thôi. Bắt cồn có bán. Nó béo mà nó chua chua. Có nhiều loại ô liu lắm nha, nhưng mà chỉ thích loại ô liu này nhất. Không có hộp luôn. Đó, tham gia mình khoái.
Chúc Linh ăn no rồi, ăn tô cơm rồi. Ngon. Còn có món lỗ tai heo cuốn chấm mắm nêm, bỏ hẹ, bỏ cần nước. Đó rồi. Lâu lắm rồi mình mới được ăn. Nước mắm nêm có bị lạnh không? Không, ngon. Quá là hấp dẫn. Ghê ngon quá không? Tí nghĩ đặt như anh chưa ăn món này qua. Chưa đâu, đúng không? Em nghĩ là em chưa làm món này qua cho anh nè. Không chắc nữa. Mẹ, vô mẹ. Đang cúng. Dạ cả nhà. Thôi thôi, đừng cúng mấy ra. Đây, 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 đây. Ngon. Mời cả nhà dùng. Bánh tráng cuốn lỗ tay thơ. À là còn 9 giờ mấy rồi, 10 giờ rồi ông ơi. Phải ăn cuốn, hai cuốn. Ăn cho nhiều. Phê quá. Quá nè. Lỗ thiệt. Mấy chị tìm tìm còn thành nể luôn mấy chị. Nó trời vậy này về mà còn ăn lỗ tai heo cuốn. À. Lỗ tai heo còn chưa luộc, bún còn chưa luộc nó mà về làm cho nó. Cái mâm rau quá hấp dẫn à. Nãy giờ anh hái ra một mớ. Anh đem qua cho má rồi đó. Chứ giờ anh đã nói ăn anh hái ít thôi. Tại vì nhiều quá ăn hết đâu. Ông hái có một chút mà qua một rạo lỗ cho bá luôn. Sao lớp còn nhiều lắm. Sao lớp coi như là chỉ có cầm mà lắc lầu đó luôn mà. Tại nó quá nhiều quá. Mình lắc cái lá không có không được. Trời ơi. Nhiều quá mà. Cũng đem ngon nè. Nó về cuôi luôn có mà. Không, không có ngọt. Thì em cuốn rồi đã kìa. Không, không, con tự làm nè. Dễ nè. Bên này, bên này. Cũng sao mà. Bậy với bà. Đừng có sự cũng như dễ này. Đó. Thì sao? Phải sao vậy? Bỏ rau vô. Tôi thấy là mới gấp là tôi thấy lộn rồi đó. Không có gì hết. Đó. Giờ mình hưởng thụ chút xíu đi, trong lúc chờ đợi những cái món ăn đang nấu để cho ngày mai. Cái này là cần nước đó quý vị. Ủa mẹ cần nước rồi mẹ. Nó non như là cọn giá vậy đó. Đó. Giờ cũng hè. Ăn tới cái chân luôn. Dạ ăn đúng rồi. Chân luôn. Bởi mùa hè mà được cái phần ra không ăn. Không ăn. Rồi phải cũng hè. Để lại tiếp đổ bánh xèo. Trời ơi mà về này mà đổ bánh xèo nữa. Trời ơi. Đổ xong cái bánh xèo là khỏi ăn luôn. Đúng rồi, em đổ em ăn cho nha. Thì đâm ra mình đã đổ món. À, còn gì nó chưa gấp vô ta. Còn không lỗi. Mình chỉ thiếu cái gì đó à, cái rau gì rau cá thôi. Chưa mọc hay? Ít quá, nó chết hết. Rau cá nó chết hết. Dạ. Tốt mà. Sao con yêu con chào cô chú kìa. Con đi đâu vậy? You need water đó, mang đi lấy qua đời cho con. Rót vô ly cho con nha. Hình như em quên bỏ bún vô hả vậy? Con muốn sữa hả? Sữa nên ông hút không? Dạ uống hút. Quên bỏ bún vô cái gì? Muốn hút hả? Ok. Không đen không biết. Cái gì? Nè 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 hoài. Cái này hồi năm rồi giờ tự nó mọc lên hả nè? Đổ vô một cái rau nè. Vậy đó hả? Cái cần nước thôi. Cái này cây con mới bỏ vô. Lần nước là anh tự, nó để tự mọc luôn á mà. Đúng rồi. Trong cái chậu tự mọc mà. Thấy ha. Ăn.
cái đặc biệt của cần nước nha quý vị, tức là mình để nó trong cái chậu ở ngoài sân luôn á, không có bỏ vô cái greenhouse, nó ở ngoài luôn á, coi như là suốt cả năm coi như là đông đá tuyết rồi lên cái thùng đó, tuyết lên cái thùng nó đầy hết cái thùng đông đá luôn, nguyên cả đống đất ở trong cái thùng đó có nước trong đông đá luôn. Vậy mà tới tới mùa xuân nó tự động mọc lên lại. Còn hẹ đó nè, hay hẹ nó tự mọc lên đó, hay thiệt luôn á, coi như nó đông đá luôn á. Cho nên là quý vị nào mà có cái giống cần nước rồi gì đừng sợ nó, bỏ vô cái thùng à, bỏ vô cái thùng để phía ngoài trong này nó đông đá cạn nó tới tới thời gian nó mọc lên lại. Cái lỗ tai heo làm sao nó đen thui nữa, nó cạo sạch bách à? Ừ, chắc nó bị nó sắp lỗ tai nó lì quá cho nó sắp lỗ tai. Anh sáng mai anh dậy sớm á, dạ mình thấy y chang dậy xe không có ngâm nước, dạ. Để anh rửa anh đem cho tiệm ăn với lại bún bấm đen. Okay. Nhưng mà anh sợ không có hóng lũi nha. Không sao, hết hóng lũi rồi. Anh hái là hết rồi đó. Chủ yếu là cái xà lách với cần lá nó bừng. Ừ, hết chứ cần nước gì nữa. Ừ, hẹ cũng có. Ừ, cũng hẹ nữa. Hẹ xà lách cần nước có, nhưng mà hóng lũi thì không. Tại vì hóng lũi ít quá. Còn chút xíu nữa quên bún nữa. Làm mơ hơn ăn giùm tao bún giùm đi, bụng vừa bún lắm á, em có ăn đâu. Ăn bún nhiều mập lắm. Bún không mập gì? Sao không? Ăn bún mập nhưng mà ăn lỗ tai heo không? Cái lỗ tai heo của vợ đó, vợ nó nói đây. Lỗ tai heo không mập. Trời, không thể tin được là tuần sau chứ, thứ bảy tuần sau là chính thức được mở khẩu trang. Giờ là khách á, vô tiệm ngồi á các bạn, như là mình cho khách ngồi gần 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 nhau được. Trong nhà hàng là được 100% bàn luôn. Đó, không có cần khoảng cách giống như xưa. Rồi tất cả mấy cái chỗ này kia, quán bar này nọ rồi là mở cửa hết. Mấy cái club này kia mở cửa hết ở bên cửa bàn kia. Vậy nha. Bên này khách cái vô cũng có người hầu đâu có đeo đâu. Mở ngay cái tuần mà Memorial Day weekend chứ, Memorial weekend là cái tuần đó chắc phải uống nước tăng lực thôi mà. Yeah, đem bỏ hút à, ta mừng nữa ta đi chơi tại thoải mái á, mấy người mà hồi xưa giờ người ta sợ dịch người ta không có dám vô này nọ, là có thể là người ta vô ngay tuần đó là lễ nữa. Bà con sẽ làm tắm tắm chân, không để người ta đi chơi lễ. Đó, người ta đi chơi lễ thì mình ở tiệm mình làm, không bây giờ nhà mình ăn. Thà là coi như là mở cửa giống vậy đó, coi như là không cần phải mang khẩu trang nữa, ai cũng coi như là giống như bình thường trở lại hết luôn á, mình gọi là nó lift everything back to normal. Còn đỡ hơn là cách đây 1-2 tuần về trước hả, ông tổng thống nói là nếu mà ai mà chích vaccine hai lần rồi đó thì không cần mang khẩu trang. Xin lỗi, mình thấy cái đó nó hơi dư thừa, tại vì sẽ có rất là nhiều người, người ta vốn từ đầu luôn đó, người ta không có tin cái vấn đề đi chích vaccine, phải không? Xong bây giờ cái tin tức như vậy á, họ cái người đó là cái người mà lạm dụng cái tin đó, họ không có mang khẩu trang, họ cũng không thích mang khẩu trang, họ nói ta thích người rồi, ta thích hai mũi thích người rồi, ta không cần mang khẩu trang, đúng không? Cho nên nếu mình thấy coi như là cái đó chẳng giúp được cái gì, cái tin tức đó nó chẳng giúp được cái gì hết. Nên thà là mở cửa hết luôn đi, không cần mang khẩu trang nữa, vậy là tốt hơn. Không có ai làm cộng á. Bây giờ người ta vô tiệm nail của mình, người ta vốn không thích mang khẩu trang từ đầu rồi,
người ta cũng vẫn không thích chích ngừa, nhưng mà người ta nói người ta chích ngừa rồi, không lẽ mình kêu người ta đưa giấy chứng minh đúng không? Đâu có thể nào làm được vậy. Cái gì? Ông tổng thống ông nói người nào chích ngừa rồi được mở cái đó, nhưng mà bây giờ khi mà ngày 29 này á là những người mà đã chích hai mũi rồi, ông vẫn còng thòng cái câu đó nữa. Đáng ra mình thật sự là mình không có nghe rõ chính xác là ông nói như thế nào, mình chỉ nghe qua nghe lại thôi. Là sao? Thì ông mới nói cái ngày 29 này là em nghe nói là người nào chích hai mũi rồi là được không đeo khẩu trang mà. Đúng rồi. Thì là vẫn y chang vậy thôi. Nhưng mà được mở cửa luôn. Nhưng mà cái tiểu bang của mình là cái tiểu bang mở cửa. Chứ đâu phải có toàn quốc đâu. Ông nói toàn quốc. Ông nói toàn quốc. Ông nói toàn quốc em không biết đó. Cái vấn đề cái ông tổng thống là ông nói chuyện toàn quốc. 50 cái tiểu bang trong nước Mỹ này. Tính luôn Hawaii, Alaska. Biết. Nhưng mà bên Florida người ta mở cửa từ lâu rồi. Đó là đúng rồi. Nhiều tiểu bang mở cửa là mình không biết thôi. Đúng rồi. Cái đó thì chuyện có từng của tiểu bang. Đó là từng của tiểu bang. Bây giờ mở cửa được ngày nào thì làm ngày đó thôi. Mấy cái miếng mà chấm 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 á, mình tháo xuống hết cho nó rộng rãi. Cái tiệm đã nhỏ rồi, còn chấm mấy cái đó to rồi, đất ơi. Khách đã ra vô, khách nói tôi thiệt, tôi muốn tháo mấy cái miếng này ra càng mất càng tốt. Khách với em vậy, tại vì mình vừa để luôn cái đụng cái kiếm rồi. Mình để đồ đụng ngã lên, ngã xuống ra. Bực bội theo. Trời ơi, giờ nó chạy đã. Ủa, mẹ xong rồi hả? Cái con cũng xong luôn á. Thôi được. Ăn này xong rồi, giờ qua múc tô cơm ăn cá con. Ăn cá con. Mình tắt cái đó xong rồi vợ lấy tô rồi múc ăn. Không, đó. Em không ăn bún. Em thật sự là em không thích ăn bún. Đó giờ không thích bún. Thích rau cuốn nha. Ăn lẩu mình cũng đâu ăn bún thấy không? Chúc lên con ơi. Thế chào cô chú nè con. Không, tới bye bye cô chú. Không, tới bye bye cô chú nè. Quên không? Đứng trước đây cho ba biết cô chú mới thấy không? Rồi. Có ba cờ chú ra ngoài cho con được. Hãy quên cho ba ba đừng có vui vẻ. Hạnh phúc bên trái nhất trên. Ba cứ yêu con. Con cũng đi thi thôi mà. Rồi. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn theo dõi hai vợ chồng đặt trên kênh Bầu Trời Boston. Anh Phám ơi, chú Bình lớn quá. Nhỏ đó, chú Bình nhỏ lắm. Được, không quên. Chúc bác Bình mày vui vẻ. Hai nhỏ. Rồi, không quên chúc anh chị và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người. Người yêu. Yay. Bum. Bum. Con tắt thôi. Hả? Thôi được rồi, để ba lần. Con kêu bia nhà xuống rồi. Để ba lần. Con kêu chị hai. Kêu vậy. Dạ, dạ kêu anh bấm nút tắt rồi đó dạ. Dạ nói là dạ ăn no rồi đó, đúng không? Dạ kêu anh bấm nút tắt á. Ăn canh.